Quy Liên Đoàn Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Tưởng Chủ Chư Pháp. Ngài Đại Đại Các Quy Liên Đoàn Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Tưởng Chủ Đức Như Tăng Ngài Đại Đại Các Quy Liên Đoàn Nam Mô Thiên Chúa Tước Phủ Quảng Minh Công Đồng Thánh Đế Ngọc Bạch Hà. Nam Mô Đương Cảnh Thành Hoàng Mãn Thổ Đại Vương Công Nương Công Nhân Chúa Cảnh Chúa Thổ Đức Quan Ngài Xuân Thần Thổ Địa. Đức Ngài Thổ Công Các Quân Đông Chủ Thủ Mệnh Các Quốc Thần Quan Quang Mạch Công Thần Trọng Thổ Chư Vị Thần Tài. Các bậc chúa bàn cảnh đại gia đại nghiệp cũng như gia niên điểm tổ đức tổ ca dày sinh thành các chúng con ngày nay, ngày hôm nay trên thời khánh nhật và long vân khánh hội tháng 8 tiệc đức vua cha ngày 20 tháng 8 kỷ an bát đàm thanh đồng đại tẩy gia chủ thủ nhang bạch gia đức long thần nên vô phù ý như nay ta thiếu chi đức các chân vương ung sinh hoan hỷ cộng chức viên thâm nghiêm chính quan thường thừa Phật pháp lực giao với phúc thánh chân ngôn cần đương chế tụng nhà đạo sơn xuyên chư linh vương thời gian thổ địa chúng long thần tài văn tuyệt thiên diệu chân ngôn các chân vương hùng sinh hoan hỷ nam mô sinh hoan hỷ địa bồ tát ma địa bồ tát ma tát nam mô sinh hoan hỷ địa bồ tát ma kích cổ tam thông kích cổ tam thông kích cổ tam thông cung minh thịnh người phương chư phật người phương chư thái hiền hội đồng đình thần tam côn hữu tốc giáng điện trường tấn điện liên thanh Đông Tây Nam Bắc ra ngoài biên từ đảng ra từ địa phương mang phúc lợi.